Mến chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Sương Rồng Buôn Ma Thuột. Thì chủ nhật tuần này mình gặp lại tất cả các bạn trên kênh YouTube của mình và sẽ tiếp tục giới thiệu về Sương Rồng nha. Thì đầu video mình sẽ giới thiệu với các bạn về hạt Sương Rồng Gimlem. Thì hôm nay đầu video thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một combo Sương Rồng hạt Sương Rồng Gimlem gồm 1500 hạt nha các bạn. Đây là 1500 hạt, tức là 3 ống. Một ống này là 500 hạt nha các bạn. Thì combo này nó sẽ là 100.000, gồm 1500 hạt xương rồng và sẽ có ba cái hộp gieo nhé các bạn. Ở đây là ba cái hộp mình trồng chung này. Khi các bạn về các bạn gieo thì các bạn sẽ chia cái lượng đất ở trong này ra để các bạn gieo. Và mình sẽ có một bịch pitmot. Ở đây là pitmot nha các bạn. Thì khi cái bịch này nó có tác dụng là các bạn sẽ trải nó lên trên cái bề mặt của cái giá thể để khi các bạn rải hạt xương rồng lên nó để nó không có bị lọt xuống cái phần đất nha. Thì bên mình sẽ gửi ra một là Bitmot, hai là Academa. Thì có thể là cái gói rải mặt này sẽ là Bitmot hoặc Academa nha các bạn. Thì một combo như thế này là 1500 hạt các bạn ha. Thì sẽ là 100.000. Thì ngoài xương rồng Gimlem, đây là xương rồng Gimlem nha các bạn. Thì đây sẽ là một combo xương rồng Gimlem. Thì hạt sẽ được thu trong vườn lem các bạn ha. Sẽ được thu ở vườn này và một cái vườn lem bên kia nữa để cho mình lấy hạt. Thì mình quay ở đây, chỗ này mình quay cho nó tiện các bạn ha. Thì đây là xương rồng, hạt xương rồng Gimlem ha các bạn. Thì mình sẽ có hạt xương rồng Vốt nữa các bạn. Đây là hạt xương rồng Vốt 1241. Thì Vốt 1241, đây là Vốt 1241 bên mình ha các bạn ha. Thì những cái hạt Vốt 1241 bên mình được gieo hạt đây. Thì set hạt Vốt 1241 thì nó sẽ có giá cao hơn. Đó là 500 hạt các bạn ha. Thì 100.000, 500 hạt và cũng sẽ có cái hộp gieo giống như bên kia luôn. Thì sẽ kèm cho các bạn để các bạn về các bạn gieo ha. Thì mình cũng giới thiệu về hạt bên mình nhiều rồi á, nên là có nhiều bạn cũng biết rồi, nhưng mà mình sẽ quay thêm để cho các bạn biết là bên mình vẫn có bán hạt nha. Thì sẽ có hạt Gimlem và hạt Vốt 1241 nha các bạn, đồng giá 100.000 một set hạt. Thì nếu như các bạn lần đầu gieo hạt mà các bạn không biết gieo như thế nào thì bên mình sẽ có cái video để hướng dẫn các bạn gieo như thế nào nha. Các bạn mua thì các bạn có thể nhắn cho bên mình là bên mình sẽ gửi cho các bạn một cái video hướng dẫn. Thì đây là hạt xương rồng nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu xương rồng của vườn mình trong tuần này nhé. Và loại xương rồng tiếp theo mình giới thiệu với các bạn trên video này đó là một loại xương rồng mới. Thì đây sẽ là xương rồng não tím nha các bạn, hay còn gọi là crest á. Nó có cái ngoại hình giống như bộ não nên là hay gọi là não các bạn. Thì tất cả những cây là như mình đang quay trên hình đây nha các bạn ha. Thì đây là những cây xương rồng não tím, mình sẽ gọi não tím cho nó dễ nha các bạn. Rễ của nó sẽ như thế này nha các bạn ha. Rễ đây, rễ rất là trắng, rễ chính chủ luôn. Size của một cây xương rồng não tím này với mức size là khoảng tầm 7 đến 7.5 cm một cây ha các bạn ha. Thì nó sẽ có một cái ngoại hình uốn lượn như này. Thì giá của một cây xương rồng não tím này mình đang chia sẻ là 85.000 một cây ha các bạn. Thì nó sẽ có ngoại hình tương đối như này nha các bạn nha. Thì cây xương rồng não tím này các bạn trồng thì sẽ có những cái lưu ý như sau. Khi các bạn trồng á thì các bạn lưu ý là đất phải khô như là đất của sen đá nha. Các bạn tuyệt đối không trồng cây xương rồng não tím này bằng đất thịt, đất cát hoặc là những cái đất quá ẩm. Bởi vì cây này nó rất là ưa khô nha các bạn. Nếu như các bạn để ẩm hoặc để mưa thì cây nó sẽ bị thối nha. Thì khi mà các bạn trồng những cây xương rồng này thì đất cần phải thoáng, nhiều đá giống như là bu mai, blai, đồ này kia đó. Nếu như các bạn không có đất trồng cái loại này thì các bạn có thể nhắn cho bên mình có bán một cái túi nhỏ là 35.000 các bạn, 3,5 lít. Thì các bạn trồng. Và khi các bạn trồng cây xương rồng này á thì các bạn cần để cây xương rồng ngoài nắng nha. Ngoài nắng. Và khi mà các bạn trồng á, các bạn nên rải ít Academa lên mặt cái phần giá thể để nó kích rễ cái phần rễ mới này ra. Thì cây bên mình á đã tỉa rễ sạch sẽ như thế này và các bạn nhận về là các bạn chỉ việc trồng thôi. Và lưu ý là không được trồng bằng đất thịt, bằng đất ẩm và phải để nắng nha. Để tránh cây có thể úng thối, bị thối. Và các bạn tưới cho cây thì không tưới lên thân nha, chỉ tưới xung quanh thôi. Ví dụ như mình đặt cái cây lên trên cái chậu á, xong rồi mình chỉ tưới xung quanh cái viên chậu thôi, mình tưới xung quanh cái bên thôi chứ mình không có tưới lên cái cây. Nó đọng nước lên trên này thì cây cũng nó bị đọng nước các bạn, nó rất là dễ bị úng. Nói chung là xương rồng mà nó có cái ngoại hình mà kỳ dị á, nó hay bị đọng nước á, thì các bạn không nên tưới lên nha. Thì giá chia sẻ của một cây này là 85.000 nha các bạn, với mức size là 7 đến 7.5 cm. Đây là loại xương rồng mới. Nói chung là loại này hồi xưa thì khá là mắc các bạn. Một bộ như này khoảng tầm rơi vào 2 năm trước khoảng tầm trên 300.000 các bạn nhập Thái về. Bữa nay thì xương rồng nó rẻ mà các bạn. Thì chỉ 85.000 một bộ như này nha các bạn nha. Các bạn mua thì các bạn nhắn tin cho số điện thoại bên mình để được đặt hàng nha.
và có những lưu ý thì bên mình có lưu ý với các bạn đó. Nên là các bạn nhận cây nè, các bạn nhờ trồng các bạn chú ý nha. Và khi các bạn nhận á thì cây xương rồng á nó có phần mềm mềm như vậy các bạn nè, nó mềm nó là bình thường các bạn. Bởi vì cây xương rồng nó bị cắt nước á thì nó sẽ mềm chứ không phải là nó bị thúi nha. Bởi vì bản chất xương rồng mà thúi thì các bạn sẽ thấy là nó úng và nó chảy nước ra luôn, nó nhão nhẹt à, chứ không phải nó như thế này. Nên cây nó như thế này là bình thường nha các bạn. Thì đây là loại xương rồng đầu tiên cho video mà mình giới thiệu với các bạn, đó là xương rồng não tím 85.000 một cây nha các bạn. Tiếp theo cũng là một loại xương rồng mới luôn, đó là xương rồng Aster gieo hạt nhưng mà nó sẽ có nhiều đầu hoa các bạn. Thì những cái cây này đa số sẽ là hoa vàng nha các bạn. Nói chung là hên hên thì sẽ trúng hoa đỏ, nhưng mà cái đó thì mình sẽ không tính ha. Mình sẽ tính giá là hoa vàng thôi, bởi vì đa số Aster sẽ là hoa vàng. Thì một cây nó sẽ có 4 đầu chung gốc như thế này nha các bạn ha. Cây gieo hạt này các bạn này, 4 đầu chung gốc. Cây sẽ như thế này, rất là đẹp. Có cây là nó có đốm và có cây nó xanh ha các bạn ha. Nếu như các bạn thích cây đốm thì nhắn bên mình lựa cây đốm. Và thích cây xanh là nhắn bên mình lựa cây xanh. Thì cái đít phần đít cây nó có một ít xẹo như vậy, nó tiếp xúc với đất là bình thường ha các bạn. Thì đây rễ chung gốc như thế này nha các bạn ha. Thì cây như này với mức size là khoảng tầm 7 cm một bụi 4 đầu ha các bạn. Một bụi có 4 đầu dính nhau như thế này luôn và rễ ok như này, cây gieo hạt nha các bạn. Và giá chia sẻ bên mình đang chia sẻ một cây xương rồng Aster 4 đầu này là 120.000 một cây ha các bạn. Này nói chung xương rồng Aster mà một đầu thì các bạn gặp nhiều đúng không? Nhưng mà 4 đầu này thì cũng ít à. Đây này các bạn ha. Cây khá là đẹp như thế này. Các bạn ưng trồng một xương rồng Aster mà nhiều đầu thì các bạn có thể nhắn tin cho bên mình để mua loại này ha. Chỉ 120.000 một bụi mà hàng gieo hạt nha các bạn. Chung gốc nha các bạn ha. Chung gốc nha chứ không phải là 4 cây đấy đâu. Ở đây có cây 5 đầu luôn nè. 120.000 nha các bạn. Các bạn mua thì các bạn nhắn tin cho số điện thoại bên màn hình giúp mình nha. Và đây là một loại xương rồng hot được rất là nhiều bạn săn tìm trong những cái ngày qua. Thì đó là xương rồng Pachanoi Crestva, hay mình còn gọi là xương rồng nửa xanh nửa vàng nha các bạn. Bởi vì nó nhiều cây nó có ngoại hình nửa xanh nửa vàng nhìn rất là thú vị ha các bạn ha. Thì giá của một cây xương rồng Pachanoi Crestva mình bán trên clip này, trên kênh YouTube của mình luôn á các bạn, thì sẽ là bán đồng giá ha các bạn. Chứ còn mình không có phân biệt là cây này là ngoại hình thế này thế kia là sẽ có giá khác nhau. Thì giá mình đang bán đồng giá đó là 95.000 một cây, với mức size là 7 cm đến 7.5 cm, có cây 8 cm ha các bạn. Nếu như các bạn đọc cái tên mà thấy khó thì các bạn chỉ cần nói là cây xương rồng vàng xanh là bên mình biết nha. Cây xương rồng giống con sâu mà vàng nửa vàng nửa xanh. Thì giá bên mình đang chia sẻ một cây như thế này là 95.000 nha các bạn nha. Thì cái loại này nó khá là khỏe. Xương rồng này được nhân giống bằng cái cách mà mình cắt nhánh từ một cái bụi lớn á các bạn. Nên là cái phần gốc của một cái cây xương rồng này nó sẽ có một cái vết cắt. Đó rất là bình thường nha các bạn. Khi các bạn nhận thì các bạn không có việc gì phải hoảng hốt ha. Bởi vì những cái cây xương rồng mà được nhân giống bằng cách cắt nhánh thì chắc chắn nó sẽ có sẹo ở dưới gốc nha các bạn. Và cái loại này á, nó ra rễ khá là nhanh nha các bạn. Và cây rất là dễ trồng luôn. Mình trồng trong một thời gian gần đây thì mình không có thấy một cây nó nào nó bị heo hụt luôn, không bị thúi một cây nào luôn các bạn. Thường mình trồng xương rồng á thì nếu mà trồng số lượng nhiều thì nó cũng bị thúi cái này cái kia các bạn, bị heo hụt, nhưng mà loại này thì mình không có bị heo. Và trên kênh YouTube của mình thì mình bán đồng giá là 95.000 một cây thôi nha. Chứ còn nhiều nền tảng khác mình bán thì mình sẽ nhìn theo ngoại hình, thì có cây 95, cây 100, cây 120, nhưng mà trên kênh YouTube thì mình sẽ bán bằng giá luôn để các bạn dễ mua. Cô chú anh chị lựa cây nó cũng dễ, nên là ở đây thì cô chú anh chị muốn lựa loại nào thì lựa ha. Có cái thì nó hình như này, có cái thì nó uốn lượn như này, nói chung là ngoại hình đa dạng. Chỉ cần nói cây xương rồng mà vàng xanh mà hình giống con sâu là bên mình biết nha. Thì loại này 95.000 một cây. Cô chú anh chị quan tâm đến loại này thì nhắn tin cho số điện thoại trên góc màn hình giúp mình ha. Thì cũng có nhiều bạn coi video mà không biết mua làm sao hết á. Thì thực ra trên video nào mình cũng có để cái số điện thoại ở bên góc phải màn hình á. Các bạn có thể gọi cho số đó và các bạn có thể nhắn tin trên Zalo cũng được nha. Và một loại xương rồng tiếp theo mình giới thiệu với các bạn thì đó là xương rồng thần long. Nhưng mà thần long bữa nay mình có là xương rồng thần long size to ha các bạn. Thì những cây sừng thần long size to bên mình đây là lần đầu tiên mình giới thiệu trên kênh nha các bạn ha. Thì khi mà nhập giống về cũng phải trồng cho cây nó căng rồi nó mập, nó phát rễ rồi nó ngon lành thì mới dám giới thiệu. Thì cây bự như này các bạn. Đường kính chậu của một cây thần long này là 9 cm. Thì trung bình mức size của một cây xương rồng thần long bự này nó sẽ nằm ở mức dao động là khoảng tầm 7 đến 7.5 cm ha các bạn ha. Cây khá là bự. Thì giá của một cây xương rồng thần long bự đang tuổi hoa có nụ như thế này ha các bạn. Các bạn nhìn thấy không, cây nụ nè. Đây nụ đây.
Thì những cái cây có hoa thì khi mình ship á, thì mình sẽ bẻ cái hoa đi ha các bạn ha. Nhưng mà mình quay ở đây cho các bạn nhìn thấy hoa rồi, chứng tỏ là cây đang cử hoa nha. Thì sẽ có rất là nhiều cây ở đây. Và xương rồng thần long này thì nó sẽ có hoa cam, hoa đỏ, rồi có cái cây hoa trắng hồng phước này các bạn. Trắng ở đây thấy sơ sơ có hai cây nè, cam đỏ nè. Thì giá của một cây xương rồng thần long lớn này bên mình đang chia sẻ là 55.000 một cây ha các bạn ha. Đây là cây gieo hạt nha các bạn, không phải cây hạ tháp đâu, cây hàng hạt. Khi nhập giống về thì bên mình đã kiểm tra đây là cây gieo hạt nha các bạn ha. Rễ của cây gieo hạt là nó rễ nó liền thân nuôi từ nhỏ tới lớn, chứ không phải là rễ của cây hạ tháp là sống nhờ vào một cây khác. Thì để các bạn so sánh ha, đây là xương rồng thần long nhỏ nè. Thần long nhỏ thì nó cũng có nụ rồi các bạn, nhưng bữa nay mưa thì không thấy lú. Đây thần long nhỏ là 25.000 cây nha các bạn ha. Các bạn so sánh cái mức size ha. Đây là thần long nhỏ nè, còn đây là xương rồng thần long lớn. Thì thần long lớn là mới mức size khoảng 7 đến 8 cm ha các bạn, là 55.000 một cây. Còn xương rồng thần long nhỏ là 25.000 một cây ha. Các bạn muốn mua loại nào cũng được nha. Thì đây là xương rồng thần long, các bạn mua thì các bạn có thể nhắn cho shop để hốt có thể chụp hình cho các bạn ha. Thì sẽ lựa những cây to khỏe mập mạp cho các bạn này, cây khá là đẹp nha. Đây là xương rồng thần long nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn xương rồng theo combo. Thì trong thời gian vừa rồi cũng có rất là nhiều cô chú anh chị và nhiều bạn á, nhất là những bạn mới chơi muốn mua xương rồng theo combo để nó sẽ có một cái mức giá hời hơn á. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số loại xương rồng giới thiệu theo combo nha. Khi các bạn mua theo combo thì giá nó cũng sẽ mềm hơn khi các bạn mua lẻ, bởi vì các bạn buộc phải mua trên một combo nó có những cái loại này á. Thì bạn nào thích combo nào thì có thể là nhắn cho shop để mua theo combo nha. Thì hai combo đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó là hai combo đồng giá 150.000 một cây, 150.000 một combo nha các bạn. Thì combo bên trái mình đây sẽ có 6 loại xương rồng. Thì nó sẽ có gồm Hamato nè, đây là Hamato hoa vàng nè, đây là Plumosa gieo hạt hoa trắng, hoa trắng. Còn đây là xương rồng nhện, xương nhện là hoa màu vàng nhạt. Xương rồng phi nga gieo hạt hoa màu cam. Xương rồng móc câu hoa màu tím và xương rồng lobby. Thì đây là combo đầu tiên, là cũng là một combo xương rồng đẹp nha các bạn nha. Thì trong đây thì tất cả trong cái combo này tất cả là xương rồng gieo hạt nha các bạn, với mức size là từ 5 cm nha các bạn ha. Chỉ có cây lobby này là 3 cm thôi. Thì đây là nhỏ nhất 3 cm, còn mức size là khoảng tầm từ 5 cm cho tới 7 cm một bụi nha các bạn. Cái này là bụi nè. Qua bên này thì mình sẽ có combo thứ hai, cũng là combo 150.000. Thì mình sẽ có xương rồng móc câu hoa tím, xương rồng mami tuyết, xương rồng chuột Việt. Đây là cái xương rồng chuột Việt nha các bạn. Đây xương rồng chuột Việt, còn bên đây là xương rồng T-Rex, xương rồng thần long và mami Plumosa. Thì combo này cũng là combo 150.000 nha các bạn nha. Thì đầu video sẽ là hai combo một đồng giá 150.000. Qua bên này thì mình sẽ có những cái combo theo chủng loại đặc biệt để cho các bạn dễ chơi. Thì đây sẽ là combo 199.000. Thì giá của combo này là 220.000 các bạn. Khi các bạn mua thì sẽ còn 199.000 thôi, rẻ hơn. Còn mấy cái combo 150.000 này giá của nó khoảng tầm 180 nha các bạn nha. Thì combo thứ ba này sẽ là combo Mami là 199.000 ba cây. Thì bình thường là các bạn mua một cây Mami Humboldt này là nó sẽ là rơi vào 85-95.000 nè. Cây này là 45.000 nè, cây này là 70.000 nè. Thì các bạn sơ sơ thấy nó trên 200.000 ha. Thì combo này là ba loại gồm Mami Humboldt, Mami màu hồng, Mami sầu riêng không gai và Mami lâm cừu. Thì combo này là combo 199.000, là combo số 3. Combo số 3 nha các bạn nha. Combo số 4 đó là cũng 199.000 luôn nha các bạn. Thì sẽ có là combo xương rồng não, hay còn gọi là xương rồng Mami Crest nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có 3 loại các bạn ha. Đây là xương rồng não vàng này, với mức size khoảng tầm 7 cm, xương rồng não trắng này, và xương rồng này là Mami Cú Crest này. Nói chung não hay còn gọi là Crest các bạn. Thì combo số 3 này cũng là 199.000, các bạn sẽ sở hữu được 3 cây não luôn. Thì đây là xương rồng não nha các bạn ha. Nếu như các bạn mua combo này mua thêm cây não tím nữa đủ bộ nha các bạn. Đây đủ bộ 4 loại não luôn, rất là xinh. Combo số 3 gồm 3 cây ha các bạn ha. Thì cũng 199.000. Qua đây thì mình sẽ có combo số 4, cũng giá 199.000 luôn nha các bạn. Thì combo này nó sẽ bao gồm một cây xương rồng trứng rồng. Trứng rồng của mình là trứng rồng nó già nha các bạn, nên là rễ nó rất là khỏe, nó không phải là trứng rồng non nha. Nên là các bạn nhìn thấy cái da như vậy là bình thường.
Nhưng mà những cây già rễ khỏe như vậy nó rất là dễ đẻ con. Còn nếu như trồng trứng rồng non thì chờ đến ngày có con thì chắc là hết thanh xuân các bạn. Đây là trứng rồng già nên là cái da nó vậy các bạn, những cây rất là khỏe. Và đây là một cây xương rồng Aster hoa vàng. Bên đây là một cây xương rồng trứng khủng long. Thì combo này cũng 199.000 nha các bạn. Thì các bạn yêu thích mà những cái sự dễ thương cute thì có thể là mua combo này 199.000. Combo này là combo thứ 5 thôi các bạn. Và combo số 6 120.000 thì sẽ gồm là một cây xương rồng ghim hoa mật. Ghim này là ghim hoa mật nha các bạn, không phải là ghim thường, có nghĩa là nhìn cái ngoại hình nó như thế này, cây gieo hạt luôn. Nhưng mà cái hoa của nó là màu mật ong á các bạn, rồi nó ngã ngã xanh á, hoa mật, hoa cốm á, nó rất là lạ. Mình sẽ để cái mẫu hoa nở tại vườn rồi bên góc màn hình cho các bạn xem. Bên này sẽ có một cây ghim đĩa bay nha các bạn ha. Đây ghim đĩa bay. Ghim đĩa bay thì nó sẽ có ngoại hình như thế này, nó giống như cái đĩa bay các bạn. Bên này thì mình sẽ có một cây ghim damsi. Thì combo này là một combo ghim trị giá 120.000 nha các bạn. Các bạn thấy đẹp không? 120.000 các bạn có thể mua được 3 cây rồi. Chứ bình thường các bạn mua một cây ghim này á, là đã 50.000 rồi nè. Cây này nè, cây mật 50.000. Đó, cây này 60.000 nữa là các bạn thấy 101 không? Cái này 123 cây là rất là hời nha các bạn nha. Thì đây là combo số 6 120.000. Tiếp theo bên này thì mình sẽ có combo số 7, đó là về Rebutia ha các bạn ha. Cũng có nhiều bạn bình luận ở trên kênh và muốn giới thiệu về Rebutia nhưng mà lâu rồi thì cũng không thấy là mình úp. Thì combo số 7 này sẽ là combo Rebutia. Combo Rebutia này sẽ là 140.000, combo 3 cây xương rồng Rebutia. Thì sẽ gồm xương rồng Rebu trái vải nè các bạn nè. Trái vải nó có ngoại hình giống y trái vải nè các bạn, thấy dễ thương không? Cây nhỏ khoảng tầm 3cm, rất là dễ thương ha. Qua bên này sẽ có xương rồng Rebu mà hoa cam. Hoa cam. Qua bên này sẽ có xương rồng Rebutia hoa trắng hồng. Thì cái mẫu hoa của từng cây thì mình cũng sẽ để bên góc màn hình cho các bạn xem ha. Combo này thì size của nó sẽ khoảng tầm 3cm tính cả con cho tới 5cm tùy cây ha các bạn. Nói chung Rebutia thì nó là dòng xương rồng mini hoa nhỏ rồi nên là cây có to của nó mắc lắm các bạn. Một cây xương rồng Rebu trái vải này mà mình mua bên Thái bây giờ không rẻ các bạn. Đợt mình mua cái cây chơi của mình 1.000.000 lận, rất là mắc. Nên mình trồng từ những cây nhỏ lên này, miễn là cây hạt là ok nha các bạn, hoặc là cây tách con từ mẹ hạt rất là ok. Thì đây sẽ là combo số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là combo số 7 ha các bạn, 140.000. Tiếp theo thì mình sẽ có combo số 8, cũng là Rebutia luôn. Thì 150.000, 3 loại xương rồng Rebutia. Thì vẫn là xương rồng Rebu trái vải. Loại này hầu như bạn nào cũng thích nên mình đã ghép hai combo luôn. Rebu trái vải, một cây xương rồng Mami. Rebu này mình hay gọi là Rebu rệp các bạn, nhưng mà nó có tên nha. Hoa của nó màu vàng cam, rất là đẹp. Thì cây này. Và một cây xương rồng Rebu hoa đỏ. Thì trái vải là hoa của nó màu hồng thôi các bạn. Thì combo này là 3 cây Rebutia với mức size là từ 3 đến 3.5cm ha các bạn ha. Hàng nhập Thái đẹp như này các bạn ha, 150.000 3 cây. Tiếp theo thì mình sẽ có xương một cái combo xương rồng. Tiếp theo đó là xương rồng Mami. Tiếp theo thì mình sẽ có combo số 9. Đó là combo về Mami Caramel ha các bạn ha. Thì có nhiều bạn cũng chưa hình dung được là caramel nó có bao nhiêu loại. Thực ra xương rồng caramel hay là gọi là caramel các bạn, nó rất là nhiều loại luôn. Trong combo này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 loại. Đó là combo gồm xương rồng Mami caramel. Cái này là gai của nó màu vàng nha các bạn ha. Đây, gai vàng hoa màu hồng. Qua bên đây thì mình sẽ có caramel red. Caramel red thì hoa của nó sẽ màu hồng đậm nha các bạn. Và cái màu của nó đỏ như thế này. Đỏ hay cần đỏ như vậy các bạn ha, đỏ cam này. Còn qua bên này thì mình sẽ có xương rồng Mami Caramel White, đó là màu trắng các bạn. Thì cái combo này bên mình giá của nó là 130.000 3 cây nha các bạn ha. Thì các bạn yêu thích xương rồng Mami thì có thể mua 3 cây này, tất cả là cây gieo hạt ha các bạn. Cây rất là đẹp như thế này. Đây là combo số 9 nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có một combo tổng thể các loại, và combo này thì nó cũng hơi nhiều tiền á, cho những bạn nào mà thích mua một lúc mà nhiều loại, nhưng mà các bạn mua combo này nó sẽ rẻ nha. Thì tổng trị giá của combo này sẽ là 700.000, nếu như các bạn mua lẻ cộng vào là 700.000. Nhưng mà khi mà các bạn mua riêng một cái combo như thế này, riêng một combo như thế này nha các bạn nha, là chỉ còn 599.000 thôi. Thì sẽ rất là hời nha các bạn. Thì đây, mình sẽ có 3, 6, 9, 12 loại. Combo này sẽ có 12 loại. Nó sẽ bao gồm là Euphorbia, sẽ có hai loại Euphorbia nha các bạn. Euphorbia tức là những cái loại chơi lá các bạn, rất là xinh như này. Xương rồng đĩa bay, xương rồng Mami Plumosa hàng bụi nha các bạn ha. Cái bụi này bụi khoảng tầm 8 cm. Xương rồng cầu vòng, xương rồng thê lô hoa tím,
xương rồng chuột Mỹ, xương rồng Astro gieo hạt, xương rồng não vàng, xương rồng Mami nhện Thái hoa hồng, loại này rất là đẹp nha các bạn, loại mới. Xương rồng Mami Sorin không gai và Barodia hoa vàng. Thì combo này nếu như các bạn mua lẻ thì nó sẽ là 700.000 nếu các bạn cộng lại, nhưng mà các bạn mua cả combo này trên video này, một combo rất là chất lượng nha các bạn ha, chỉ có 599.000 thôi này nha các bạn. Đây là combo cuối cùng. Là trên video này thì mình sẽ có 10 combo và mình sẽ đánh số ha các bạn ha. Sẽ có 10 combo. Ở đây nha, mình xoay cho các bạn coi nha. Đây. Ở đây là những cái combo mà mình soạn ra ngày hôm nay. Và các bạn thích combo số mấy thì các bạn có thể nhắn tin cho shop để shop soạn cây và chụp hình cho các bạn. Tất cả những cây xương rồng đều được chụp hình gửi cho các bạn xem qua Zalo. Nếu như các bạn không vừa ý cây nào thì shop sẽ đổi, khi nào các bạn vừa ý thì mới gửi cho các bạn nhé. Và những cái cây xương rồng này shop đều bán lẻ nha các bạn. Nếu như các bạn muốn mua lẻ và không muốn mua combo thì các bạn có thể nhắn tin cho shop là mình muốn mua cây này lẻ, cây kia lẻ thì shop vẫn bán nha. Thì đây là tất cả những cái combo là hôm nay mình sẽ có 10 combo xương rồng để giới thiệu với các bạn. Thì cuối video thì mình sẽ có cái này gọi là quà nha các bạn. Thì ở trên video này nếu như mà các bạn chốt đơn hàng trị giá là 500.000 thì bên mình sẽ tặng cho các bạn một cây sen đá kim cương trị giá là 60.000 nha. Những cây sen đá kim cương này á thì nó thuộc dòng Houthia nha các bạn, đã được thuần dưỡng tại vườn rồi. Và phần quà của mình ngày hôm nay thì sẽ có là 6 phần quà, nên là cô chú anh chị nào mà nhanh tay sẽ đặt hàng sẽ được cái phần quà này với tổng hóa đơn là 500.000 nha. Và mình sẽ có một số cây sale ở đây. Thì hôm nay mình sẽ có 5 cây xương rồng bánh sinh nhật hạt nha các bạn, cây gieo hạt nha. Mình đã kiểm tra rồi chứ không phải cây hạt tháp đâu. Đây, cây ở mức size khá là to nha các bạn, đang đẻ con luôn đây nè. Bánh sinh nhật gieo hạt, hoa của nó màu hồng nha các bạn. Cây khá là to, cây miệng chậu này là 9cm đó các bạn. Và giá gốc mình đang bán một cây xương rồng bánh sinh nhật này là 55.000. Và hôm nay thì mình còn có 5 cây thôi, mình sale luôn, chỉ 40.000 một cây thôi các bạn ơi. 40.000 một cây, bự chát như này luôn nha các bạn, khá là bự. Thì số lượng có hạn chỉ có 5 cây thôi nha các bạn. Này, các bạn mua xương rồng bánh sinh nhật sale thì các bạn nhanh tay nha. 55.000 chỉ còn 40.000 một cây xương rồng bánh sinh nhật thôi nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sale hai mã xương rồng rất là hot, đó là xương rồng trụ kim lăng và xương rồng kim quỳnh hoàng. Nói chung là mình sale nhẹ để các bạn có động lực mua hàng nha. Đây là xương rồng trụ kim lăng, với cái chiều cao của nó là khoảng tầm trên 15cm nha các bạn, nhổ lên chắc phải gần 20cm á. Thì giá bình thường bên mình đang bán đó là 75.000 một trụ thôi các bạn ha, 75.000 một trụ. Và trên video này thì mình sẽ sale là còn 70.000 một trụ ha các bạn, kim lăng. Đây là xương rồng trụ kim lăng nha các bạn nha. Qua bên này thì mình sẽ có xương rồng kim quỳnh hoàng với mức size to nha các bạn, kim quỳnh hoàng size to nha, chứ không phải size nhỏ nha. Thì cái loại này hoa của nó màu vàng rất là đẹp. Và cây này với mức size là của nó khoảng tầm 9cm nha các bạn, tầm 9cm. Giá mình đang bán là 70.000 một cây và mình sẽ sale nhẹ là còn 65.000 một cây ha các bạn ha. Kim quỳnh hoàng này các bạn, nhìn thấy rất là đẹp luôn á. Nói chung là sale cho nó có động lực để mua hàng, cho nó có tương tác kênh đó các bạn, chứ còn không sale được nhiều á. Cây rất là đẹp và giá nhập cao á các bạn. Thì các bạn yêu thích loại này thì có thể mua bên mình ha. Thì đây là kim quỳnh hoàng và xương rồng trụ kim lăng. Và hôm nay trên video này thì mình sale tiếp, đó là xương rồng khế bụi. Thì nói chung là khế bụi đợt này á các bạn, mùa này á, nó không có to như mấy lần trước các bạn ha, nó sẽ như thế này. Và do mấy cái cây xương rồng khế bụi của mình đợt này á vận chuyển về á các bạn bị úp thùng á, nên là da của nó hơi bị chầy, nên mình sẽ sale những cây xương rồng khế bụi này luôn. Thì giá bình thường của một cây xương rồng khế bụi mà đẹp không khuyết điểm á thì bên mình đang bán là khoảng tầm 120 một bụi nha các bạn, 120.000 một bụi. Nhưng mà cái lô này bị úp thùng nên nó cũng hơi xẻo các bạn, nên là nếu như các bạn muốn mua chơi và có thể chấp nhận được vẻ đẹp này, mình thấy nó cũng ok đó các bạn, nó không có đến mức tệ đâu. Ok. Nhưng mà hôm nay mình sẽ sale cái mã này chỉ còn 80.000 một cây thôi nha các bạn nha, 80.000 một cây thôi, rất là rẻ. Ở đây mình có một số bụi nha các bạn này, nên là các bạn yêu thích loại này thì các bạn có thể nhắn tin cho bên mình để đặt loại này nha. Cái mức size của nó khoảng tầm 15cm một bụi đó các bạn, 80.000 nha các bạn nha, 120.000 giá bình thường các bạn, bữa nay chỉ còn 80.000 thôi. Giá này là chỉ lời tình cảm thôi nha các bạn, còn khi mà bán thì còn phải giấy gói này, còn phải xả đất này, còn phải hộp này, tất cả các kiểu. Thì các bạn yêu thích loại này thì các bạn có thể đặt bên mình nha. Thì trên video ngày hôm nay
Mình giới thiệu với các bạn một số loại xương rồng, rồi giới thiệu về hạt xương rồng. Nếu như các bạn muốn mua xương rồng bên mình thì các bạn cứ nhắn tin cho số điện thoại bên góc màn hình của mình nha. Đó là số Zalo, cũng là số các bạn có thể gọi để đặt hàng. Nhưng mà nếu như các bạn có tài khoản Zalo thì rất là tốt, bởi vì khi các bạn mua hàng á, sẽ được bên mình gửi hình, chụp hình cho các bạn xem. Bởi vì bên mình lúc nào cũng muốn là khách hàng vừa ý và ok những cái cây mà khách hàng lựa trước rồi sau đó mới gửi. Và một điều lưu ý, bên mình báo với các bạn là bắt đầu bây giờ là nó vô mùa mưa rồi các bạn, nên là cây rất là khó để ship nguyên chậu nha các bạn ha. Nói chung là khi xương rồng mà nhổ đi á, mà nhổ mà ship nguyên cây á, thì nó sẽ rất là an toàn. Khi mà các bạn về trồng lại thì cây nó bị cắt nước lâu ngày á, nó sẽ có sức tái tạo một cái rễ mới, và cây nó sẽ nhanh bật hoa hơn và khỏe hơn nha các bạn. Nên cây sẽ được ship rễ trần nha các bạn nha. Và một lưu ý nữa là đối với những dòng xương rồng, ví dụ như là xương rồng gimno thì nó có thể cứng nha các bạn. Thì các bạn nhận các bạn bóp nhẹ nó vẫn cứng. Nhưng mà đối với những cái dòng như mami, ví dụ như đây là xương rồng mami kamene, xương rồng cầu vòng, hoặc là xương rồng mami homoti chẳng hạn, thì những cái dòng xương rồng mami nói chung thì cây của nó đều mềm nha các bạn. Là cái đặc tính của nó là cây nó đã mềm rồi, nên là các bạn nhận cây á không phải bị úng nha. Mà các bạn nhận cây thì nếu như các bạn không biết thì các bạn cứ từ từ nhẹ nhàng, có thể inbox cho shop để hỏi là cái cây đó tình trạng như thế nào. Nếu như cây bị úng thối hoặc là cây bị tình trạng như thế nào, bên mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn, hoặc là sẽ gửi cây mới lại cho các bạn, gửi lại y cái cây mới cho các bạn, và các bạn không phải trả bất kỳ một cái chi phí nào nha. Hoặc là các bạn có thể được kèm cái cây đó và một cái đơn sau nha các bạn ha, thì sẽ gửi lại cho các bạn, chứ bên mình không có bán những cái cây xương rồng mà nó không đạt đến với các bạn đâu. Nên là các bạn lưu ý ha, xương rồng nó sẽ có tùy dòng, có dòng cứng, có dòng mềm, nên là không phải là cây nó bị hư ha. Khi mà bên mình ship thì đều kiểm tra lại cây cho các bạn rồi, bởi vì cũng có nhiều bạn mới chơi á, thì khi nhận một cây xương rồng á, thấy nó mềm, bấm thịt mạnh vô nó xì nước của cây luôn, rồi mắng vốn shop là cây bị hư, cây bị thối. Thì thường những bạn mới chơi thì sẽ không biết cái vấn đề đó, nên là shop rất là thông cảm. Nhiều bạn á, cầm cái cây bấm xong dục sọt rác luôn và không phản hồi gì với shop cả. Nhưng mà xương rồng nó sẽ có nhiều loại, nên sẽ có nhiều chủng loại, và có loại thân mềm, có loại thân cứng. Nên là khi mình chơi á, thì mình tìm hiểu một chút về những cái dòng xương rồng thì sẽ có cây như thế này và cây như thế kia ha. Thì video của mình xin phép được tạm dừng ở đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube Xương Rồng Mua Mơ Thuộc. Nếu như các bạn yêu quý thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube Xương Rồng Mơ Thuộc nha. Cảm ơn tất cả các bạn, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video của tuần sau.